Hãy cùng mình so sánh S22 Ultra và S23 Ultra, nâng cấp đánh giá hay chỉ là thay đổi nhỏ. Khi nhìn vào diện mạo của hai chiếc máy này, người dùng khó có thể phân biệt được vì thiết kế khá giống nhau. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy S23 Ultra có sự khác biệt chút so với S22. S23 Ultra có khung viền phẳng, màn hình ít bo cong và có trọng lượng nhẹ hơn so với S22. Về phần hiệu năng, Galaxy S22 Ultra sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 1 và trên S23 Ultra sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 2. Về phần camera, S23 Ultra có sự vượt trội hơn khi nâng cấp độ phân giải của camera chính. Trên những chụp ảnh cho thấy chất lượng hình ảnh cho ra trên chiếc S23 Ultra rõ nét và chân thật hơn một chút so với S22 Ultra. Về phần màn hình, cả hai chiếc máy đều sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X có tần số quét là 120Hz. Tuy nhiên, S23 Ultra có vẻ sáng hơn một chút. Cả hai đều được trang bị bút S Pen của nhà Samsung. Về phần pin của máy, cả hai đều có dung lượng 5000. Nhưng trải nghiệm thực tế, S23 Ultra cho thời gian sử dụng lâu hơn một chút so với S22. Những so sánh trên cũng phần nào cho thấy S23 Ultra có phần nổi trội hơn so với S22. Tuy nhiên, tùy vào sở thích và điều kiện kinh tế mà người dùng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Link tham khảo sản phẩm mình để ở bên dưới và đừng quên ấn theo dõi kênh để đón chờ sản phẩm sắp tới nhé.